Đừng tiếc like và comment khi xem video. Dù bạn đang ở đâu, trong một tu viện, trong thành phố, trên một con đường rợp bóng cây, lúc này lúc khác bạn sẽ gặp các trục trặc và khó khăn. Đây chẳng qua là bản chất cuộc sống. Vì vậy, khi có vấn đề về sức khỏe, bạn không nên nói: có gì đó không ổn với tôi, hôm nay tôi bệnh. Thay vào đó, bạn nên nói: có gì đó đúng với tôi, hôm nay tôi bệnh. Bản chất của cơ thể con người ta là thi thoảng bị bệnh. Cũng vậy, bản chất của hệ miễn dịch là không miễn dịch vào lúc bạn không ngờ tới. Bản chất của máy móc là lâu lâu bị hỏng. Cuộc sống tự nhiên là vậy. Dù có vật lộn, cố gắng làm cuộc sống diễn ra êm ả cho bản thân và người khác, chúng ta cũng không thể đảm bảo điều ấy xảy ra. Mỗi khi bạn rơi vào đau buồn hay khó khăn, hãy luôn nhớ tới một trong các ý nghĩa sâu xa của khổ. Bạn đòi hỏi cuộc đời một thứ nó không thể cho bạn. Chúng ta kỳ vọng và đòi hỏi cuộc đời những thứ không thể. Chúng ta đòi hỏi mọi chuyện hoàn hảo, mọi vật hoàn hảo. Tất cả những gì chúng ta nỗ lực xây dựng và thu xếp diễn ra hoàn hảo vào đúng lúc đúng chỗ. Tất nhiên, đó là đòi hỏi một thứ không thể được. Chúng ta đòi hỏi sự giác ngộ ngay ở đây và bây giờ, nhưng đó không phải cách vũ trụ này vận hành. Nếu bạn đòi hỏi một thứ mà cuộc đời không thể trao, bạn nên hiểu mình đang đòi hỏi sự khổ. Vậy nên, dù làm việc hay hành thiền, hãy chấp nhận rằng thi thoảng mọi thứ sẽ không ổn. Việc của bạn là không đòi hỏi những gì cuộc đời không thể cho bạn. Việc của bạn là quan sát. Việc của bạn không phải là cố gắng thúc đẩy cuộc đời diễn ra theo cách bạn muốn. Việc của bạn là hiểu, chấp nhận và buông xả. Càng chống lại thân tâm, chống lại cuộc đời, bạn càng gây thêm thiệt hại và càng rơi vào đau khổ. Đôi lúc, khi thấu hiểu và đứng lùi lại khỏi mọi sự việc hàng ngày, chúng ta thấy được bức tranh lớn. Chúng ta thấy không có gì không ổn với người khác, không có gì không ổn với chính mình, không có gì không ổn với đời. Chúng ta hiểu rằng không ổn chẳng qua là điều tự nhiên của cuộc sống. Đó là điều Đức Phật nói tới trong chân lý cao quý đầu tiên về khổ. Bạn cố hết sức làm cho cuộc sống của mình ổn thỏa, làm cơ thể bạn, tâm trí bạn ổn thỏa, nhưng rồi mọi thứ cứ không ổn. Hiểu rằng khổ là động lực cho tu tập. Sự suy ngẫm về khổ hay Dukkha là một phần quan trọng của tu tập Phật giáo đích thực. Chúng ta không cố gắng kiểm soát khổ, thay vào đó cố gắng hiểu nó bằng cách xem xét những nguyên nhân của nó. Đây là điểm quan trọng trong tu tập, vì hầu hết mọi người khi rơi vào khổ thường phạm sai lầm trốn chạy khỏi nó hoặc cố gắng thay đổi nó. Họ đổ lỗi cho máy móc trục trặc, nhưng đương nhiên máy móc là thế. Mọi thứ bất ổn, thế là chúng ta khổ. Vì vậy, chúng ta nên thay đổi thái độ, đừng cưỡng lại. Khi không cưỡng lại cuộc đời và bắt đầu hiểu về khổ, chúng ta có một phản ứng khác. Nó được gọi là Nibbida hay sự chán ghét. Phản ứng được gọi là Nibbida này đến từ chỗ hiểu bản chất của thân tâm và thế gian. Bạn hiểu bản chất của việc tu tập Phật giáo, của việc thiền định hàng ngày. Bạn biết sẽ có điều không hài lòng và sẽ có những vấn đề. Bạn đủ sáng suốt để không trốn chạy những vấn đề ấy hoặc thay đổi chúng. Bạn hiểu rằng vấn đề là cố hữu trong kết cấu của luân hồi, samsara. Đây là một trong những tri kiến lớn của Đức Phật, thúc đẩy Ngài nói ra bài thuyết pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân. Khi bạn nhận ra khổ là cố hữu trong dòng của luân hồi, điều đó thay đổi phản ứng của bạn. Giống như có một trái táo thối rữa và bạn cố gắng cắt bỏ những phần thối rữa để có thể sử dụng phần còn lại. Khi có trí huệ, bạn thấy toàn bộ trái táo đã thối rữa và phản ứng khả dĩ duy nhất là chán ghét, chối bỏ toàn bộ trái táo, quăng nó đi. Bạn thấy mình không cần nó, có thể buông xả nó. Điều quan trọng là hiểu nỗi khổ trong cuộc đời,
thấy được tại sao sự khổ và sự không hài lòng là không thể tránh. Bạn sẽ không bao giờ có khả năng kiểm soát nó, loại bỏ nó hay làm cho nó thành ổn thỏa. Khi chúng ta suy ngẫm và hiểu như vậy, nó cho ta động lực và sự khích lệ để tu tập. Theo kinh văn, Đức Phật thấy người ta già đi, mắc bệnh và chết, vậy là đủ để thúc đẩy Ngài tìm giải pháp cho khổ. Ngài nhận ra, già, bệnh và chết là điều tự nhiên và Ngài chưa vượt qua được. Bởi vậy, Ngài có động cơ lên đường tìm sự chấm dứt những vấn đề ấy. Từng vấn đề kể trên cũng là những gì đợi bạn trong tương lai. Đây là một thứ chắc chắn, bạn sẽ già đi, mắc bệnh và chết. Bạn chẳng thể làm gì để thay đổi sự việc. Đây là những thực tế về sự tồn tại của bạn, về cơ thể bạn và về mọi thứ khác. Mọi thứ sẽ già đi, phân hủy và biến mất. Mọi thứ sẽ bất ổn và sụp đổ. Đức Phật khi ấy đủ sáng suốt để biết rằng, dù với tất cả những phẩm chất tâm linh và công đức đã tích lũy, Ngài cũng không tránh được nỗi khổ ấy, và Ngài cần một phản ứng khác, thấu hiểu nó. Xa lìa. Kinh Chuyển Pháp Luân dạy, chân lý cao quý đầu tiên phải được thấu hiểu. Nói cách khác, bạn không cố gắng chiến thắng nỗi khổ, bạn không cố gắng thay đổi nó, bạn không cố gắng làm nó tốt hơn hay trốn chạy khỏi nó, bạn hiểu nó. Những thời điểm khó khăn là những cơ hội tuyệt vời để đối mặt với khổ, hiểu nó trọn vẹn mà không chọn cách dễ dàng là trốn chạy. Phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người là mỗi khi khổ hay khi có vấn đề xảy ra là trốn chạy. Họ chìm đắm trong tưởng tượng, xem phim, lướt internet, tán gẫu, uống trà hay cà phê, hoặc đơn giản là đi dạo. Chúng ta thực ra đang cố tránh điều gì? Chúng ta đang chìm vào những tưởng tượng ấy vì cái gì? Đó là phản ứng theo thói quen của chúng ta trước việc mọi thứ không đủ tốt, không làm thỏa mãn. Nếu thực sự muốn đi tới đâu đó, bạn phải trở nên sáng suốt và tự do. Đức Phật nói rằng bạn phải thấu hiểu về khổ. Khi bắt đầu tìm hiểu, bạn nhận ra chúng ta đều trải qua khổ. Trong Trưởng Lão Ni Kệ, có một câu chuyện nổi tiếng về Kisa Gotami. Cách Đức Phật đưa Kisa Gotami thoát khỏi sự đau khổ do cái chết của con trai bà là làm cho bà thấy rõ rằng mọi người khác cũng chết. Cái chết của con trai bà không phải một sự kiện đơn độc trong thế gian này mà gắn liền với mọi cái chết khác. Đức Phật muốn Kisa Gotami hiểu được cái khổ gọi là chết. Chết là điều tự nhiên, nó là một phần trong cách thức vận động của sự vật. Nó ở mọi nơi, không ai trốn được nó. Vì vậy, thay vì cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đưa con mình trở lại cuộc sống, Đức Phật dạy bà Kisa Gotami hiểu tính chất phổ quát của vấn đề. Khi hiểu, chúng ta không phải cứ thế chấp nhận sự vật, bởi như thế cũng không hẳn tốt đẹp. Nghĩ, thôi kệ, đây là cách mọi thứ phải vậy, không phải là phản ứng đúng. Khi thực sự thấu hiểu về khổ, chúng ta hiểu mình đang tham dự vào điều gì, đời thực sự là như thế nào. Lúc ấy phản ứng tự nhiên chỉ có một, không phải cố gắng trốn chạy hay chấp nhận mọi điều xảy đến, mà là chán ghét. Chán ghét có nghĩa là xa lìa hay xả bỏ. Chúng ta thoát khỏi thứ ràng buộc, cố gắng thay đổi mọi thứ chỉ khiến bạn dính mắc vào cuộc sống nhiều hơn, và chấp nhận mọi thứ cũng giữ bạn bị dính mắc vào. Xa lìa nghĩa là bạn để những thứ đó như vậy, không bận tâm hay lo lắng về chúng. Bạn chỉ ở đó, không dấn thân vào những gì mình đang trải qua. Bằng cách không đưa bản thân vào điều bạn đang trải qua, bạn đứng lùi lại khỏi cuộc sống. Nó gần giống với từ bỏ, một kiểu từ bỏ làm mọi thứ biến mất. Bạn đọc trong kinh văn rằng Đức Phật bởi từ bi nên biết cách khiến mọi người dứt bỏ ý nghĩ. Đôi lúc mọi người xa vào chuyện trò
vì họ không có việc gì tốt hơn để làm. Đằng nào bạn cũng không có được câu trả lời về pháp đích thực bằng cách đặt các câu hỏi. Bạn có được những câu trả lời bằng cách ngồi tĩnh lặng và dứt bỏ tư tưởng, không phải bằng cách thúc đẩy nó hơn nữa. Vì vậy, khi có người hỏi tôi cố gắng đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất có thể. Đây là cách tôi giúp mọi người thoát khỏi chuyện phiếm. Bạn nên xa lìa những thứ trong đời cũng theo cách như vậy. Sao phải xa vào tất cả những thứ này? Hãy nhìn vào chúng và nhận ra chúng chỉ gây khổ cho bạn. Chúng chỉ khiến bạn mệt mỏi và bực bội. Thông qua chán ghét, tất cả những đối tượng của giác quan mất dần tầm quan trọng. Không phải việc của tôi. Khi suy ngẫm về cuộc sống, bạn đi đến chỗ nhận ra nó hoàn toàn không thể kiểm soát được. Và bất cứ thứ gì không kiểm soát được thì không phải việc của bạn. Đó là một câu nói đơn giản nhưng tuyệt diệu mà tôi đã dùng trong tu tập và tôi cũng khuyến khích người khác dùng. Dù bạn đang trải qua điều gì, ở bất kỳ đâu, hãy nói với nó: không phải việc của tôi. Dù điều gì xảy ra với thực tại hay mộng tưởng, hãy nói với nó: không phải việc của tôi. Chuyện ai đó làm gì hay nói gì với bạn không phải là việc của bạn. Nó là nghiệp của họ. Nếu bạn nhạy cảm với lời nói của người khác, để chúng làm bạn tổn thương hay bị xúc phạm, bạn nên nhớ tới lời Đức Phật khuyên con mình là Rahula: hãy như đất. Người ta dứt rác ra đất, dẫm đạp lên đất, nhưng đất không bao giờ phàn nàn. Nó đơn giản chấp nhận mọi thứ. Người ta cũng làm vài điều đẹp đẽ trên đất. Họ trồng cây, làm vườn hay xây nhà cửa, nhưng đất không phản ứng dù điều gì xảy ra với nó. Vì thế, hãy giống như đất. Dù mọi người nói hay làm gì, đừng xao động. Nếu họ khen hay chê bạn, đó là việc của họ. Không cần phải bị tác động bởi lời nói của người khác, dù lời nói ấy tốt hay xấu. Khi bạn có thái độ "không phải việc của tôi", nó sẽ không bao giờ làm bạn bực dọc. Với các cơn đau trong cơ thể và bệnh tật cũng vậy. Khi hành thiền, hãy nhắc mình nhớ rằng chúng không phải việc của bạn, chúng là việc của cơ thể. Hãy để cơ thể quan tâm đến chúng. Nghĩ như vậy thực ra là một cách rất có hiệu quả để giữ cơ thể khỏe mạnh. Một điều lạ là khi bạn càng lo nghĩ cho cơ thể, nó càng trở nên tệ hơn. Nếu bạn xa rời cơ thể, ngồi yên lặng, để cơ thể biến mất, nó có khuynh hướng tự chữa lành. Thông thường, khi bạn cố gắng kiểm soát và sắp xếp mọi thứ, chúng dường như chỉ tệ hơn. Với cơ thể cũng vậy. Đôi lúc, khi bạn để mặc nó và chỉ thư giãn, cơ thể trở nên thoải mái đến mức nó tự chữa lành. Vì vậy, hãy buông xả và quên nó đi. Tôi biết rất nhiều tu sĩ, dưới tác động của hành thiền, các vấn đề bệnh tật của họ biến mất. Lần đầu tiên tôi thấy điều đó là với Ajahn Tate. Hồi tôi mới tới Thái Lan năm 1974, ông đang nằm viện vì bệnh ung thư không thể chữa khỏi. Họ đưa ra các cách điều trị tốt nhất, nhưng chẳng điều gì có tác dụng. Bởi vậy, họ gửi trả ông lại tu viện. Và 25 năm sau, ông mới chết. Đó là một ví dụ về điều xảy ra khi hành thiền. Tóm lại, bạn xa lìa mọi thứ, chán ghét khởi lên và tâm trí trở nên buông xả. Nó đã chứa đủ rồi và bạn thấy chúng tan đi. Đây là quá trình mà kinh nói tới. Chán ghét dẫn tới không chấp thủ hay không còn dính mắc. Một khi bạn coi điều gì đó không phải là việc của mình, nó mất dần khỏi thế giới của bạn. Tâm trí không còn sa vào nó nữa. Tâm trí không thấy, nghe, cảm nhận hay biết về nó. Điều này diễn ra như sau: bất kể điều gì bạn bám vào đều choáng chỗ trong tâm trí. Đó là nơi tâm trí tìm được chỗ dựa và phát triển. Bạn đang tạo ra những chấp thủ. Là một người hành thiền, tôi thấy rất rõ chúng ta tạo ra thế giới của chính mình. Nhưng khi bạn xa lìa,
ở đó không có việc gì của bạn. Và do bạn không lưu tâm đến nó biến mất khỏi tâm trí. Khi đã chán ghét, thực tế bạn đang phá bỏ thế giới của mình. Giải quyết vấn đề. Đã bao nhiêu lần bạn cố gắng giải quyết vấn đề? Bạn sẽ cố giải quyết nó không chỉ đến tận lúc chết, mà còn trong nhiều kiếp sống tiếp theo. Thay vì vậy, hãy hiểu rằng thế gian này chỉ là trò chơi của các giác quan. Chính năm uẩn đang làm việc của chúng chẳng có gì liên quan đến bạn cả. Là người hành thiền, tôi thường tự hỏi, sao âm thanh lại khiến mình xáo động? Dù là âm thanh của một con chim ngoài kia, hay ai đó ho hoặc dập cánh cửa, sao mình lại nghe? Sao mình không thể làm với cái tai giống như với con mắt là khép lại? Thông qua quan sát âm thanh và hiểu cách nó vận hành, rõ ràng lý do duy nhất tôi nghe là bởi tôi đã hướng ra ngoài để nghe, có sự tham dự tích cực vào thế giới âm thanh. Vì lẽ đó nó gây phiền. Ajahn Chah từng nói, không phải âm thanh khiến bạn xáo động, chính bạn làm xáo động âm thanh. Đó là một câu nói rất sâu xa, rất có ý nghĩa. Tôi dùng câu nói ấy để hiểu bản chất của âm thanh, tại sao nó gây xáo động như vậy. Khi ai đó mạt sát bạn, bạn không cần lắng nghe. Chúng ta lắng nghe bởi chúng ta quan tâm đến nó, chúng ta tham dự và bị dính mắc vào thế giới âm thanh. Nhưng khi nhận ra âm thanh chỉ đúng như bản chất của chúng, ta đạt được chán ghét. Có những âm thanh dễ chịu, có những âm thanh khó chịu. Một số loài chim có giọng hay, một số loài kêu thật khủng khiếp. Nhưng đó không phải lỗi của chúng, chẳng qua bản chất chúng là vậy. Với con người cũng thế, có những người như quạ và có những người như chim sơn ca. Một số nói dễ nghe, một số nói giọng kinh khủng. Đó là điều tự nhiên, vậy thôi. Chẳng có gì liên quan tới chúng ta, bởi vậy chúng ta nên xả bỏ. Khi thông qua chán ghét, chúng ta xa lìa những thứ ấy, chúng tan đi. Khổ tan đi bởi nguyên nhân của khổ tan đi. Thế gian mà chúng ta nhận thức bằng giác quan bắt đầu biến mất khi ta không còn quá bận tâm tới việc thay đổi nó. Thông qua chán ghét, chúng ta xa lìa nó và chối bỏ nó. Đây là bởi chán ghét đến từ chỗ thấy thế gian thực sự như nó là. Với cái nhìn ấy, chúng ta đi theo một hướng khác với phần còn lại của thế gian. Người mang thông điệp chân lý. Một cách khác để nhìn vào sự xa lìa thế gian là xem đó như một sự dịch chuyển vào tâm trí, vào vùng trung tâm yên lặng của chúng ta. Đôi lúc bạn có thể thấy gia đình, bạn bè hay thế gian lôi bạn ra khỏi trung tâm của mình như thế nào. Bạn cảm nhận được sức lôi kéo ấy. Cả đời bạn đã bị lôi kéo như vậy, nhưng điều đó có làm bạn hạnh phúc không? Đừng nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi khổ vì bạn đặc biệt hoặc sáng suốt hơn người khác. Nghĩ rằng bạn giỏi hơn, rằng bạn có thể tránh khỏi những vấn đề mà người khác phải đối mặt trong cuộc sống, đó chẳng qua là sự kiêu ngạo của bản ngã. Khi còn nhỏ, tôi cũng có những đam mê tưởng tượng. Tôi học cách không để chúng chi phối tôi bằng cách xem chúng dẫn tới kết luận logic nào. Tôi sẽ nghĩ, rồi thì sao? Rồi thì sao? Và sẽ không dừng lại chừng nào chưa có được bức tranh trọn vẹn. Với những đam mê tưởng tượng, câu rồi thì sao khiến chẳng còn gì vui vẻ, bởi rồi thì sao chỉ là sự trống rỗng. Không có màu sắc, sự tươi sáng, niềm vui, hạnh phúc gì nữa. Vì cái rồi thì sao sẽ là tất cả những gì mọi người đều trải qua. Khi phần vui vẻ mất dần và tan đi, bạn trở lại nơi bạn đã bắt đầu, và bạn vẫn chưa hiểu gì về cuộc sống. Bạn đang cố gắng đi qua, có được vài khoảnh khắc dễ chịu và vui vẻ. Để đến cuối cùng, bạn đang trôi lăn về phía tuổi già và sự xa cách khỏi những người thân yêu. Ý nghĩa gì chứ? Nhưng nếu đi theo con đường chán ghét,
bạn là người sáng suốt. Bạn đã trải qua khổ đủ rồi, nghĩa là đã có đủ dữ liệu để xử lý. Hãy suy ngẫm về nỗi khổ ấy khi bạn gặp khó khăn và nuôi dưỡng chán ghét. Khi tu tập, sẽ có những lúc bạn thấy buồn tẻ. Nếu bạn chỉ đang ngồi đó không biết làm gì, không muốn tọa thiền, đi lại hay đọc sách và thật sự chán ngấy, hãy tìm hiểu sự buồn chán đó. Nếu bạn tìm hiểu nỗi khổ, không có khoảnh khắc nào mà bạn không thể tận dụng hay khai thác cho sự trưởng thành của mình. Rèn luyện tâm không phải ở chỗ kiểm soát sự việc mà là hiểu chúng. Hãy xem những khó khăn và thất vọng như những thiên sứ, những người mang thông điệp chân lý tới để dạy bạn về pháp. Ajahn Chah luôn gọi những sự việc như vậy là Krupa Ajahn, người thầy lâu năm. Krupa Ajahn không sống ở một tu viện nào đó. Đó là một Krupa Ajahn tưởng tượng. Krupa Ajahn thực sự sẽ ở trong căn phòng của bạn khi bạn thức dậy buổi sáng và mệt mỏi đến nỗi không muốn ra khỏi giường. Krupa Ajahn sẽ ở đó khi bạn đang tọa thiền thời gian dài mà hoàn toàn chẳng đi đến đâu. Krupa Ajahn đích thực sẽ ở đó khi bạn đang tu tập, tự hỏi mình đã đạt được những gì. Khi bạn sắp nhập định thì một con quạ tạo ra tiếng ồn lớn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác khiến bạn thực sự thất vọng và dở mộng. Đó là Krupa Ajahn. Nó phải được suy ngẫm, lắng nghe, thấu hiểu. Dịch chuyển về phía trống rỗng. Khi thấu hiểu nỗi khổ trên thế gian, bạn thấy thế gian như một đống rác. Do là rác nên bạn xa lìa. Khi xa lìa, nó tan đi. Nói cách khác, sự không chấp thủ xảy ra. Đây là điều tự nhiên. Bạn không phải làm cho nó tan đi. Nó không phải do lựa chọn ý chí hay do nghĩ mình muốn từ bỏ những con người này, những sự vật này. Bạn không muốn từ bỏ bất kỳ điều gì, chỉ là chúng không còn là mối bận tâm của bạn nữa. Khi bạn thực sự biết chúng không phải mối bận tâm của mình, chúng tan dần và biến mất. Đây là ý nghĩa sâu xa hơn của đơn giản hóa và từ bỏ của cải. Bạn không chỉ từ bỏ những món đồ vật chất mà cả những của cải trong tâm, những thói quen và hận thù cũ, những cách nhìn nhận sự vật cũ mà bạn bám vào và chấp thủ. Bạn chối bỏ tất cả những gì khiến mình mệt mỏi, khiến mình bị câu thúc và giới hạn. Hầu hết mọi người là những tù nhân bị giam hãm bởi quá khứ của mình. Họ đồng nhất bản thân với quá khứ, coi nó là con người họ, bản ngã của họ. Do họ xem mình là quá khứ, nó trở thành mối bận tâm của họ, họ dính mắc vào nó, do vậy mà chịu khổ. Nhưng họ không cần làm vậy, họ có thể buông xả quá khứ. Cánh cửa phòng giam ấy luôn mở và bạn có thể đi qua nó bất kỳ lúc nào. Đừng nghĩ bạn phải giải quyết hết các vấn đề của quá khứ. Đó chẳng qua là cảm giác tội lỗi. Bạn hoàn toàn có thể buông xả tất cả, dứt bỏ nó, để nó biến đi nếu bạn có dũng khí làm như vậy. Vì thế, bằng cách sử dụng nhận thức về khổ, hãy tự hỏi rằng nếu bám lấy quá khứ có tác dụng gì? Hãy nhìn nhận nó như nó là, hãy hiểu rằng nó gây khổ, hãy xa lìa nó để nó tan đi. Bạn thậm chí không còn nghĩ tới quá khứ nữa. Khi bạn hiểu những thứ này là khổ, kết quả trực tiếp là sự xa lìa xảy ra và hiểu càng sâu chúng càng tan đi. Cuối cùng, chúng không còn là một phần trong tâm trí của bạn nữa. Bạn nhìn vào thế giới bên ngoài và nó tan đi. Bạn ngồi trong căn phòng của mình và toàn bộ thế giới biến mất. Bạn hiểu rằng ý nghĩa của thiền định là vậy. Thiền định là nghệ thuật để mọi thứ biến mất và tan đi, để cho chúng bốc hơi. Nó là sự dịch chuyển về phía sự trống rỗng. Một trong những thứ quan trọng nhất phải tan đi để thiền định thăng hoa là suy nghĩ. Đầu tiên, bạn phải hiểu về suy nghĩ. Bạn phải nhìn nhận nó khách quan,
xem nó như điều nó thật sự là. Suy nghĩ đưa bạn đi đâu? Bạn sẽ thấy suy nghĩ không phải là việc của mình. Khi hiểu đúng về suy nghĩ, bạn không cố gắng kiểm soát nó bằng ý chí, mà bạn hướng chán ghét về phía nó. Để sử dụng một ví von trong kinh, hãy xem suy nghĩ như xác một con chó chết đeo quanh cổ bạn. Một khi nhìn nhận nó như vậy, bạn tự hỏi sao mình lại đang làm thế? Phản ứng tự động là quăng nó đi, giống như bạn sẽ quan sát một con chó chết, thối rữa, bẩn thỉu, bốc mùi, hôi hám. Đây là điều xảy ra khi bạn hiểu những thứ này. Bạn biết chúng không phải việc của mình. Bạn chối bỏ chúng, hay nói đúng hơn, sự chối bỏ xảy ra. Bạn di chuyển theo một hướng khác, đi vào tâm thay vì ra ngoài thế giới. Phản ứng tự động. Chán ghét khiến dừng các lậu hoặc hay những thứ tuôn ra từ tâm. Bạn biết điều này như thế nào? Bạn đang ngồi thiền, không làm gì cả, và đột nhiên ý nghĩ bắt đầu trào ra. Mình sẽ làm gì sau đó? Những nhiệm vụ của mình? Câu trả lời cho vấn đề mà mình đang cố gắng giải quyết? Ý nghĩ tuôn ra từ trung tâm của nó, và sự tuôn trào này được gọi là lậu hoặc. Vì sao nó tuôn ra? Bởi nó quan tâm đến thế gian. Nó chưa thấy nỗi khổ của thế gian, nó chưa hiểu chính nó. Khi chưa hiểu thế gian bên ngoài, bạn nghĩ thế gian là sự bận tâm của bạn. Bạn nghĩ nó mang lại niềm vui, nghĩ rằng mình sẽ có được thứ gì đó từ những suy nghĩ của mình, từ việc sắp xếp tất cả những việc này trong thế gian. Nhưng khi xa lìa, tất cả những thứ ấy tan đi và lậu hoặc hay sự tuôn ra dừng lại. Cảm giác rằng thế gian này quan trọng cũng biến mất, bởi bạn hiểu nó không phải là điều phải bận tâm. Khi thế giới bên ngoài tan đi, quá khứ, tương lai và suy nghĩ cũng biến mất, và đó là khi thiền định thăng hoa. Khi xa lìa những thứ bên ngoài, điều quan trọng là nhận ra rằng không phải bạn làm nó xảy ra. Tôi không thích việc sử dụng năng lực ý chí để theo dõi hơi thở. Tốt hơn nên sử dụng năng lực trí huệ. Thông qua trí huệ, bạn thấy thế gian là khổ, rồi bạn xa lìa và đạt đến chán ghét. Bạn không thể làm gì khác, đó là một phản ứng tự động. Vì vậy, hiểu về khổ và xa lìa là nền tảng mà bạn luôn trở về. Càng xa lìa, thiền định càng dễ dàng. Tôi nói dễ dàng có nghĩa là thiền định cứ vậy xảy ra, thế thôi. Khi xa lìa thế gian, bạn đi vào trong và bạn ở trong khoảnh khắc hiện tại. Có thể bạn đang theo dõi hơi thở, nhưng khi đã hiểu, thậm chí bạn xả bỏ cả hơi thở. Bạn không cố gắng kiểm soát hơi thở hay làm nó khác đi. Hơi thở hoàn toàn tự nó đi vào và đi ra, còn bạn nhận ra rằng hơi thở không phải là việc của bạn. Bạn cũng hướng chán ghét về phía nó, và nó tan đi. Theo Đức Phật, quán hơi thở là một phần của quán thân. Vì thế, khi bạn thấy hơi thở chẳng liên quan gì tới bạn và bạn xả bỏ nó, chính những gì còn lại của thân xác thể chất và năm giác quan sẽ tan đi và biến mất. Đó là lúc bạn bắt đầu đi sâu hơn. Do cơ thể và năm giác quan cuối cùng cũng tan đi, thiền định của bạn trở nên sâu, và bạn đang đi vào một thời khắc lớn. Khi xa lìa khổ, không cố gắng kiểm soát cuộc đời, không cố gắng hiện hữu, chỉ để mọi thứ như chúng là, bạn có được điều ngay từ đầu bạn đã thực sự muốn: an bình và hạnh phúc. Sao mọi người lại vật lộn với cuộc đời để theo đuổi hạnh phúc? Hay bạn cho rằng cứ xuôi theo cuộc đời sẽ khiến bạn hạnh phúc? Điều đó chỉ làm bạn buồn chán và u mê, đôi lúc còn trầm cảm. Chỉ có con đường chán ghét dẫn tới hạnh phúc đích thực. Bạn tĩnh lặng và an bình bởi mọi thứ đã biến mất. Chỉ lúc ấy bạn mới hiểu trọn vẹn rằng ngay từ đầu mọi thứ đều là khổ. Năm giác quan là khổ, thế gian là khổ, nói và nghĩ là khổ,
bất cứ điều gì bạn làm là khổ. Khi bạn xa lìa và đi vào trong, tới nơi ác ma không thể tới, lúc ấy có sự giải thoát khỏi khổ. Đây là con đường đi vào các trạng thái tĩnh lặng sâu, gọi là thiền. Bạn xa lìa thế gian và cũng không dính mắc vào thiền. Khi bạn xả bỏ ý nghĩ và cơ thể, xa lìa thế gian, thiền cứ vậy xảy ra. Nó là một phản ứng tự động khác, và nó xảy ra khi bạn hiểu rằng tất cả những thứ này không phải là việc của bạn. Tĩnh lặng. Đã lâu, tôi luôn cố gắng giữ cơ thể mình khỏe mạnh. Tôi chăm sóc nó, cho nó nghỉ ngơi. Nhưng khi hành thiền, tôi nói, không phải việc của mình. Tôi chỉ ngồi đó, xả bỏ hoàn toàn. Tôi cũng xả bỏ ý nghĩ và tất cả những thứ khác. Tôi không phải cơ thể này, không phải quá khứ hay tương lai của mình. Tôi chỉ ngồi đó để mọi thứ phai dần, tan biến, đi mất. Sự xả bỏ và trải nghiệm chán ghét như vậy dẫn tới không chấp thủ. Không chấp thủ đến lượt nó dẫn tới tịch diệt, tức sự tĩnh lặng, an bình. Thật là đẹp đẽ khi tới sự an bình đích thực của tâm, trong khi toàn bộ thế giới bên ngoài tan biến, còn bạn hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm trở nên bất động, không kết nối với cơ thể, cũng như quá khứ hay tương lai. Nó bất động về thời gian và bất động về không gian. Sự tĩnh lặng ấy để cho mọi thứ tan dần và biến mất. Mọi thứ chỉ tồn tại khi có sự dịch chuyển hay kích động nào đó. Bởi lẽ, giác quan chỉ nhận thức sự vật khi chúng dịch chuyển. Để các giác quan có thể biết bất cứ điều gì, chúng cần sự đối chiếu, chúng cần sự tương phản. Khi chúng tĩnh lặng, sự hợp nhất khiến mọi thứ tan đi. Toàn bộ thế giới bên ngoài mất dần, hình ảnh mất dần, âm thanh mất dần, ký ức mất dần, quá khứ, tương lai và suy nghĩ mất dần, thân thể biến mất. Khi thân thể biến mất, còn bạn trải nghiệm sự tĩnh lặng sâu xa bên trong. Đó là trạng thái thiền. Trong trạng thái thiền ấy, bạn xa lìa thế giới bên ngoài, năm giác quan đã biến mất. Đôi lúc, đây được gọi là xa lìa thế gian. Trên thực tế, nó còn hơn cả sự xa lìa. Nó là xả bỏ hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn thế gian. Lúc này, bạn hiểu ý nghĩa của sự biến mất, của việc mọi thứ không còn ở đó nữa. Lúc này, bạn biết buông xả thực sự nghĩa là gì. Bạn xả bỏ thế gian và nó mang lại thật nhiều niềm vui, thật nhiều bình an. Nói là xả bỏ, nhưng thật ra bạn không làm gì cả. Sự xả bỏ xảy ra thông qua hiểu biết. Bởi lẽ kết quả tự nhiên của hiểu biết là chán ghét. Mọi thứ tan đi và bạn có được trạng thái an bình tốt đẹp, sự tĩnh lặng của tâm. Một khi bạn bắt đầu nếm trải sự tĩnh lặng trong tâm, nó có thể gây nghiện. Khi tâm nghiện sự tĩnh lặng, nó sẽ hướng bạn đi sâu hơn về phía Niết Bàn. Đức Phật đã nói, sự dính mắc đến thiền định sâu có thể dẫn tới các giai đoạn giác ngộ. Bạn không phải quá bận tâm hay lo lắng về việc nghiện xả bỏ. Đây là sự thú vị, niềm vui, con đường tu tập. Đây là con đường dẫn tới tự do. Nó có thể dẫn tới nhiều tan rã hơn, nhiều buông xả hơn. Chán ghét tăng lên và nó thúc đẩy bạn xa lìa thế gian. Đây là ý nghĩa của việc bạn biết tại sao mình đi theo con đường Phật giáo. Bạn biết tại sao lại có nhiều người đi trên con đường này, những người xa lìa thế gian để cho thế gian tan đi. Họ hạnh phúc khi ở một mình. Cái tôi của họ thực sự biến mất. Họ đi ngày càng sâu hơn vào bên trong vì họ thấy những nỗi khổ xung quanh không phải mối bận tâm của họ. Họ xả bỏ và mọi thứ cứ tan dần, tan dần, tan dần. Thấu hiểu là điều cốt lõi. Để hành thiền, bạn không cần cố gắng chú tâm vào hơi thở, cố tình buông bỏ quá khứ và tương lai hay làm dứt bặt mọi suy nghĩ.
Chỉ suy ngẫm về nỗi khổ và hiểu nó ngay lúc này, thông qua bất kể điều gì bạn đang trải nghiệm. Thông qua sự hiểu ấy, bạn sẽ thấy thế gian biến mất. Thế gian sẽ mất dần tầm quan trọng. Bạn sẽ không ghé lại sân chơi ấy nữa. Sân chơi của các giác quan, của quá khứ và tương lai, của những giấc mơ sẽ tan dần. Nó xảy ra không phải bởi bạn làm nó xảy ra, mà vì đây là phản ứng tự nhiên của tâm khi nó thấy khổ. Khi tất cả những thứ này tan đi, thiền định xảy ra. Bạn không trở thành người hành thiền, thiền định chỉ tự xảy ra. Nó là một con đường, một hành trình, và đây là những biển chỉ báo trên hành trình, những cột mốc trên con đường tới sự trống rỗng và diệt trừ hoàn toàn. Đó là điều xảy ra khi bạn buông xả. Đức Phật nói khổ phải được hiểu trọn vẹn. Mỗi khi bạn rơi vào khó khăn, trục trặc, thất vọng hay bất kỳ đau đớn về thân hoặc tâm nào, đừng chối bỏ nó, hãy hiểu nó. Đừng để mặc nó, hãy suy ngẫm và hiểu nó rõ đến mức nó tan đi và bạn nhận ra nó chẳng phải việc của bạn. Khi nó tan đi, sự đắm chìm vào thế gian bên ngoài của bạn sẽ bị phá vỡ. Bạn sẽ bắt đầu đi vào thế giới bên trong. Bạn đi theo hướng ngược lại, không phải ra ngoài thế gian mà vào trong tâm. Cuối cùng, bạn cũng xả bỏ cả tâm trí, trải nghiệm sự tịch diệt hoàn toàn và niết bàn. Lúc ấy bạn sẽ là một A-la-hán. Đó thực sự là một điều tuyệt diệu. Đưa tâm về hiện tại. Khi tu tập, bạn cần hết sức thoải mái. Bạn nên thư giãn, thoải mái, hòa nhập bản thân. Từng chút một, khi thâm nhập sâu hơn vào thiền định, bạn có khuynh hướng tạo được một thói quen tốt đẹp. Bạn sẽ thấy thật tuyệt vời khi có phần lớn thời gian trong ngày dành cho thiền định. Nhưng trong một hoàn cảnh mà những chuyện bên ngoài hầu như không gây ra chướng ngại hay cản trở, bạn sẽ sớm thấy rằng những chướng ngại và cản trở lớn nhất đến từ tâm mình. Có thể bạn rơi vào đơn điệu bất an, buồn ngủ hay thất vọng bởi có quá nhiều thời gian cô độc. Lúc này, quan trọng là dành thời gian cho thiền định. Nếu không có sự cô độc và thời gian để đối diện tâm mình, bạn sẽ không bao giờ nhận ra những chướng ngại ý dùng đã có ngay từ đầu. Quán thân và chú tâm. Một trong những kỹ thuật hành thiền hữu ích mà bạn có thể sử dụng, nhất là với người bận rộn, là quán sát cơ thể. Một khi tâm đã xáo động, thông thường khó mà bình tâm ngay được. Thay vì đi thẳng vào nhận thức khoảnh khắc hiện tại, vào sự yên lặng, hơi thở, tâm từ, hay bất kể lối tu tập khác nào mà bạn sử dụng, hãy ngồi xuống, nhận biết các giác quan và cảm nhận trên cơ thể. Tập trung vào các cảm giác cơ thể là một cách khiến những cảm giác ấy trở nên dễ chịu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn mệt mỏi hoặc bị bệnh, và việc đó không quá khó. Để thực hiện thực sự có hiệu quả kiểu thực hành này, hãy sử dụng sự chú tâm. Chú tâm không chỉ là nhận thức mà còn nhìn nhận những cảm giác ý với sự nhẹ nhàng và từ bi. Không chỉ nhận biết các cảm giác ý, bạn còn ân cần và nhẹ nhàng với chúng. Sự ân cần nhẹ nhàng kết hợp với nhận biết khiến việc chú tâm vào đối tượng cũng như xoa dịu nó dễ hơn. Chẳng hạn, khi tọa thiền, nếu bị đau ở đầu gối hoặc một chỗ căng cứng nào đó trong cơ thể, bạn sẽ thấy sử dụng nhận biết kết hợp một chút từ bi với chính mình khiến bạn dễ duy trì sự chú tâm trên cơ thể. Tôi thấy kiểu tu tập này rất có tác dụng trong những trường hợp như thiền hành. Khi đang thiền hành, sau một lúc cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, và thỉnh thoảng khi ngồi xuống nó có chút mệt và đau. Các cảm giác trên cơ thể mà tôi cảm thấy là rất rõ. Chúng khá nổi bật
và dễ tập trung vào. Đây là một đối tượng dễ thực hành cho người bắt đầu tu tập. Nó làm tâm không lạc đi chỗ khác. Nó cũng làm cơ thể dịu xuống khi thay đổi từ trạng thái thiền hành có hoạt động sang trạng thái thiền tọa không hoạt động. Đây là một cách để tập trung mà không đánh mất sự nhận biết. Tập trung vào một chỗ đau với sự chú tâm cũng giúp xoa dịu nó. Kinh nghiệm riêng của tôi cho thấy việc tập trung với sự chú tâm vào cảm giác đau hoặc bệnh trên cơ thể có khuynh hướng làm chúng bớt đi. Có vẻ chúng đáp ứng không chỉ với sự nhận thức hướng về phía chúng mà cả với sự ân cần trong cách bạn nhìn nhận chúng. Lấy thí dụ sự trì tụng mà các tu sĩ thực hiện cho người bệnh. Nếu bạn tập trung vào những người này, lan tỏa sự ân cần yêu thương hay tâm từ về phía họ, nó có tác động tích cực. Hãy tưởng tượng, nếu tự thực hành tâm từ ấy với bản thân thì sẽ như thế nào? Do bạn gần gũi với chính mình hơn bất kỳ ai khác, việc lan tỏa sự chú tâm tới các bộ phận của cơ thể có thể tác động lớn về mặt thể chất. Và đôi lúc, đặc biệt khi bạn nhập định sâu và tâm có năng lực lớn, bạn có thể thấy tác dụng của nó. Bạn có thể hạ gục một cơn đau bằng sự ân cần và nó biến mất vì năng lực của tâm bạn rất mạnh. Cứ đặt sự chú tâm ở đó với một chút ân cần, nó sẽ tác động gần như ngay lập tức. Quán sát kết hợp với tâm từ và tâm bi có năng lực đáng kinh ngạc. Nếu bạn bị bệnh, nhức mỏi hay đau đớn và sẽ ngày càng bị nhiều hơn khi bạn già hơn, hãy sử dụng sự chú tâm về sau khi tọa thiền và theo dõi hơi thở. Thực hành này sẽ đem lại lợi ích to lớn. Bằng cách dõi theo các cảm giác trên cơ thể, bất kể cảm giác gì đang có ở thời điểm cụ thể ấy và quan tâm đến chúng, bạn đang thực hành điều tôi gọi là yên lặng nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Khi bạn quan sát các cảm giác của cơ thể, sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng tự nó xảy ra. Không có gì nhiều để nói về những cảm giác này, dù chúng dễ chịu hay đau đớn. Đó là bởi chúng không gây ra những ý nghĩ, những khái niệm hay lời nói rằng chúng là một đối tượng hành thiền giúp xoa dịu tâm trí. Bằng cách tiếp xúc với cảm giác thay vì với suy nghĩ, bạn tạo ra một cây cầu rất hữu ích từ thế giới bên ngoài đến sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, rồi đến nhận biết hơi thở. Thực hành quét toàn thân để xoa dịu sự bất an. Quét toàn thân là một kỹ thuật hữu dụng cho những tâm trí bất an. Đây là một trong các phương pháp thiền được nhiều người ưa thích. Họ chủ yếu là những người rất bận rộn. Họ bất an đến nỗi việc cho họ thứ gì đó để họ làm là vô cùng có tác dụng. Bằng cách dần dần để ý các cảm giác trên cơ thể, từ ngón chân cho tới đỉnh đầu, họ đã thực sự bình tâm lại. Đây là một phương pháp thiền chủ động, tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, không có nhiều cơ hội cho suy nghĩ xảy ra. Bởi vậy, đến cuối thực hành ấy, họ thật sự khá tĩnh lặng, mà đây là một điều đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, một số người biết làm thế nào tiến sâu hơn sẽ thực hành tiếp từ đó. Và một số người lần đầu tiên đã đi vào trạng thái thiền tốt đẹp. Điều đáng kể là khi nghe ai đó nói, thật dễ dàng, tôi đã rất tập trung, tôi chẳng nghe thấy gì, thật sự tôi chỉ hướng vào trong, tuyệt vời. Những người có khả năng nhập thiền sâu đôi khi lại là những người ít được kỳ vọng nhất. Đó thật sự là điều tuyệt vời, và nhiều khi nó chỉ bắt đầu với việc quán thân. Giờ thấy những kết quả ấy, tôi muốn khuyến khích kiểu thực hành này. Khi bạn đang tọa thiền, đừng chỉ ngồi đó không làm gì cả hoặc ngủ gật. Đừng chỉ ngồi đó và suy nghĩ về việc nhận biết khoảnh khắc hiện tại, rồi bắt đầu suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Hãy sử dụng bài tập quán thân.
đây không phải là hiểu về cấu tạo và bản chất cơ thể. Đó là một kiểu suy ngẫm về thân mà tôi cho là không hữu dụng lắm sau khi bạn đã đi vào các cảnh giới thiền định. Thay vào đó, chỉ nhận thức các cảm giác trên cơ thể, hãy sử dụng một kỹ thuật khác trong quá trình hành thiền của bạn. Bạn sẽ bớt rơi vào chán nản hơn nếu có nhiều kiểu thiền khác nhau. Mà chán nản là điều hay xảy ra nhất là vào thời kỳ đầu tu tập. Nếu ngay từ sớm bạn phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng bằng cách sử dụng những kỹ thuật như quán thân, sau một thời gian nó bắt đầu ngấm. Nó trở nên tự nhiên hướng về khoảnh khắc hiện tại, về phía yên lặng. Bạn càng hướng về thứ gì đó và càng rèn luyện trong thực hành ấy, nó càng tự nhiên. Đây là ý nghĩa của luyện tâm, là cách nó hoạt động. Nó giống như tập tennis. Huấn luyện viên đánh quả bóng về cùng một góc sân, và người tập tennis sẽ luyện cú đánh thuận tay hết lần này tới lần khác. Họ lặp lại hành động ấy vô số lần, và do lặp đi lặp lại cùng một hành động nên nó trở thành thói quen. Cũng tương tự, bằng cách phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, nó trở thành thói quen. Tầm quan trọng của niềm vui. Một khi bạn đạt tới trạng thái nhận biết khoảnh khắc hiện tại trong yên lặng, thiền định trở thành niềm vui. Niềm vui ấy, sự hạnh phúc, thú vị, vui vẻ ấy là một trong những trải nghiệm thiền định quan trọng. Nó giữ bạn tiếp tục thực hành, giữ bạn không chán nản hay bất an rồi nghĩ, làm sao mình vượt qua được quãng thời gian này đây? Chuyện đó xảy ra bởi bạn không có được niềm vui nào từ việc hành thiền. Nếu có niềm vui, bạn nghĩ, thời gian này thật tuyệt vời. Niềm vui trong thiền định không đến từ chỗ sử dụng năng lực của ý chí, sự cưỡng bức hay có nhiều khát khao và kỳ vọng. Niềm vui đến từ sự tĩnh lặng. Bằng cách thực hành sự chú tâm đến cơ thể, bạn đang phát khởi năng lực tỉnh táo trước những gì đang làm. Và vì chú tâm nên bạn không thúc bách. Đó là lúc niềm vui có thể khởi lên. Bằng cách phát triển sự chú tâm, bạn cũng đang tránh cảm giác tiêu cực và tìm lỗi, vốn gây ra rất nhiều vấn đề trong hành thiền. Có những khi chúng ta trở nên tiêu cực đến mức bắt đầu nghĩ, mình không làm được chuyện này, mọi thứ thật vô vọng, việc tu tập thật vô vọng, cuộc đời thật vô vọng. Tất cả những tiêu cực ấy bị sự chú tâm tiêu trừ. Do chú tâm nên bạn có cái tâm tốt đẹp, cởi mở, nhẹ nhàng. Nếu bạn thấy mình đang có sự tiêu cực khi nhận thức các cảm giác cơ thể, hãy dùng sự chú tâm để vuốt ve các ý nghĩ tiêu cực ấy. Khi xoa dịu các ý nghĩ và cảm giác tiêu cực, bạn sẽ tránh biến chúng thành các vấn đề lớn lao. Năng lực của quán sát. Sự chú tâm là người giám sát. Bạn theo dõi mình đang làm gì và bạn hiểu cách tâm trí đang vận động. Nếu không có quán sát, nếu chỉ đang tưởng tượng hay thậm chí ngủ gật, bạn không biết điều gì đang diễn ra, nên chỉ đang làm mất thời gian của chính mình. Thà có nửa giờ hành thiền tập trung thật sự chú ý còn hơn là ngồi đó nhiều giờ u mê hay sao nhãng. Khi phát triển sự nhận biết dựa vào các cảm giác cơ thể, bạn đang khuyến khích phương diện đó của thiền, kỹ năng và sức mạnh cụ thể đó của tâm. Làm như vậy, lúc bạn xa lìa cảm giác cơ thể, quán sát đã được thúc đẩy và phát khởi. Nó đã trở nên sắc bén. Vào lúc ấy, khi bạn tiến tới khoảnh khắc hiện tại hoặc sự yên lặng, quán sát đã có đó rồi. Quán sát sẽ dõi theo hơi thở. Bạn biết sự chú ý có bắt đầu rời khỏi hơi thở không? Do vậy, bạn có thể đưa nó trở lại. Chức năng này của quán sát được gọi là gác cửa. Người gác cửa canh phòng kẻ gian. Anh ta chỉ cho vào những người nào được vào. Trong ví von về người gác cửa, chẳng hạn,
Trích trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 6, kinh 67, người gác cửa được hướng dẫn chính xác ai được phép vào và ai không. Tất nhiên, nếu người gác cửa ngủ gật, mọi hướng dẫn trên đời đều không có tác dụng. Nhưng ngược lại, nếu người gác cửa chỉ tỉnh táo, cẩn thận theo dõi mọi người đi vào và đi ra thì cũng không tốt. Người gác cửa phải vừa tỉnh táo vừa hiểu biết các hướng dẫn. Với quán sát cũng vậy, phải vừa sắc bén để thấy đều đang diễn ra, vừa tuân theo hướng dẫn quán sát ở đâu và như thế nào. Giống như có một người giám sát theo dõi mọi thứ bạn làm. Nếu quán sát phát hiện ra sự chú tâm là không đủ hoặc bạn đang sao nhãng, nó có thể đưa ra hành động khắc phục. Đây được gọi là năng lực của quán niệm, và bồi đắp năng lực này là một điều quan trọng. Thỉnh thoảng khi hành thiền, bạn mệt mỏi và buồn ngủ, nhất là sau khi ăn hoặc quá bận rộn. Đôi khi do cơ thể bạn trải qua các chu kỳ, bạn rơi vào những giai đoạn năng lượng cao rồi thấp, hoặc đôi khi bạn đơn giản chỉ là mệt. Nếu không phải lúc đi ngủ, hãy ngồi đó, đừng vật lộn với sự mệt mỏi. Có thể bạn không hoàn toàn nhận biết, nhưng đừng chống lại sự mệt mỏi. Nếu cứ ngồi đó mà không chống lại, bạn sẽ không hao phí năng lượng vào sự tiêu cực. Thay vào đó, bạn mở rộng cánh cửa trái tim, nhân từ với sự mệt mỏi của mình, và nó thường không kéo dài quá lâu. Một số cơn mệt mỏi chẳng qua do lười biếng. Dù vậy, có sự khác biệt quan trọng giữa lười biếng và mệt mỏi thật sự. Trong sự lười biếng, bạn không phát triển quan sát. Bạn cứ để bản thân buông xuôi vào trạng thái gọi là sự trốn tránh thực tại. Có khi bạn làm vậy do tâm trạng tiêu cực. Nhưng nếu có chút sáng suốt, bạn biết nó không phải điều tốt đẹp. Cảm giác lờ đờ không phải là một trạng thái dễ chịu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn phát triển nhận biết hơn nữa bằng các thực hành chẳng hạn, như quan sát cơ thể. Khi quan sát mạnh hơn, bạn cảm thấy tốt hơn nhiều và có thể quan sát khoảnh khắc hiện tại, sự yên lặng hoặc hơi thở. Tóm lại, bạn có thể thiền định. Do có thể thiền định nên bạn tự tin và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng đặc biệt với người mới tu tập là bạn biết mình có thể hành thiền. Đúng vậy, mình có thể làm được. Một khi nhận ra mình có thể hành thiền, bạn được khuyến khích và thúc đẩy để đi sâu hơn. Phần khó khăn nhất của hành thiền là phần đầu tiên, nghĩa là trước khi bạn có được sự nhận thức về hơi thở. Một sự nhận thức mang lại niềm vui, trạng thái mà tôi gọi là hơi thở tốt đẹp. Phần thực hành này có thể có cảm giác buồn chán hoặc không thú vị. Đôi lúc nó khó thực hiện và khiến bạn thấy thất vọng. Nhưng một khi đến được với hơi thở tốt đẹp, mà đây là điểm then chốt của hành thiền, bạn cứ thế đi tới. Vì vậy, vào ban đầu, hãy đặt mục tiêu rèn luyện đến được giai đoạn ý và có niềm tin rằng bạn có thể làm được. Một khi tới được chỗ đó, người thầy không còn quá quan trọng nữa. Tất cả những gì người ấy cần làm lúc này là đưa cho bạn hướng dẫn chính xác làm thế nào đi sâu hơn. Bạn học nhanh vì thấy thiền định thú vị và muốn thực hành. Bạn bị mê hoặc bởi cách thiền định hoạt động và nó trở thành một thói quen mà bạn dành bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Bạn đang có niềm vui với nó. Quán sát quan trọng không chỉ trong hành thiền. Nó nên được rèn luyện suốt ngày. Chẳng hạn khi đang ăn, hãy quán sát những gì mình đang làm, không cần nghĩ hay nói. Một bài tập hữu ích là tập trung vào từng miếng ăn. Thay vì ăn một cách lơ đãng như hầu hết mọi người hay làm, hãy tập trung vào những gì bạn đang ăn lúc này. Thực hành như vậy, thiết lập quán sát trên những việc làm bình thường trong ngày. Khi bạn ngồi xuống để thiền, sẽ dễ quán sát cơ thể hơn nhiều, và cuối cùng là quán sát hơi thở. Vì vậy, hãy bồi đắp những thực hành làm cho thiền xảy ra. Từng chút một, bạn tạo dựng các cơ bắp của tâm, chẳng hạn sự nhân từ và nhận biết. Thiền trở nên dễ hơn
bạn chỉ ngồi đó và tâm tĩnh lặng. Xoa dịu các vấn đề. Tâm tĩnh lặng là một trạng thái tuyệt vời. Khi tâm đầy những ý nghĩ và sao nhãng, sớm hay muộn bạn sẽ rơi vào sự tiêu cực. Cái tâm hay suy nghĩ khó mà lúc nào cũng tích cực, bởi lẽ sự suy nghĩ có khuynh hướng thoái hóa thành tiêu cực. Bạn biết một cuộc nói chuyện lê thê sẽ dẫn tới điều gì? Có thể khởi đầu bạn nói về những thứ to tát, nhưng chẳng mấy chốc cuộc nói chuyện biến thành tiêu cực. Điều tương tự cũng xảy ra với suy nghĩ, vì thế hãy cẩn thận. Càng trở nên tĩnh lặng, bạn càng có nhiều niềm vui. Vì thế, hãy dành toàn bộ sự tập trung của bạn nhằm làm mọi thứ lắng dịu. Đừng quên lòng trắc ẩn, vì nó cũng có tác dụng xoa dịu. Nhân từ và trắc ẩn làm các vấn đề lắng xuống và xoa dịu nỗi đau. Nhân từ tạo ra sự lắng dịu, bởi lẽ nó mang theo phẩm chất của thiền chỉ, làm tĩnh lặng và an ổn mọi thứ. Đặc biệt, nó làm cơ thể bạn dịu lại. Chính vì thế, việc chú tâm định các cảm giác khiến cho chúng lắng xuống. Những chỗ nhức đau trong cơ thể hay thậm chí sự bất an cũng có khuynh hướng biến mất. Và khi bạn hướng sự nhân từ trắc ẩn đến tâm mình dưới hình thức chú tâm, nó có khuynh hướng làm dịu lại bất kỳ khó khăn, trục trặc hay lo lắng nào bạn có thể có. Sự chú tâm sẽ nói: đừng lo, mọi thứ sẽ tốt thôi. Bạn không phải bận tâm về những chuyện này, bạn sẽ ổn. Bạn làm mọi thứ dịu lại, và trong sự lắng xuống ấy, bạn thoát khỏi sự thao túng của suy nghĩ và nỗi đau của tiêu cực. Tiêu cực là điều đáng sợ trong cuộc sống, nhưng bạn luôn có sự lựa chọn thoát khỏi tiêu cực. Xét lỗi, giận dữ, đau khổ, khó chịu, chán nản, hướng nó về sự an bình, tĩnh lặng, mạnh mẽ. Khi bạn chú tâm đến khoảnh khắc hiện tại sẽ không tệ như vậy. Bạn cười với mọi người và họ cười lại. Bạn quan tâm đến họ và họ quan tâm lại. Vậy nếu bạn chú tâm tới khoảnh khắc này, nó trở nên đẹp hơn nhiều. Bất kể chúng ta đang để ý tới đối tượng nào, trạng thái tâm của chúng ta sẽ làm nó mang những phẩm chất tương ứng, khiến cho đó là điều ta thấy ở đối tượng. Nếu bạn tiêu cực, bất kỳ điều gì bạn nhìn vào cũng đáng sợ và tiêu cực, và khó mà ở yên với khoảnh khắc này, vì nó chẳng tốt đẹp gì. Điều đó chẳng liên quan đến bản chất của khoảnh khắc hiện tại, chỉ là cách bạn đang nhìn nhận nó. Chính khía cạnh tâm lý trong sự chú tâm biến khoảnh khắc hiện tại thành một khoảnh khắc dễ chịu, làm nó trở nên dễ quan sát. Bạn không cần chìm vào quá khứ, trôi tới tương lai hoặc trở nên bất an, vì bạn đang có giây phút tốt đẹp ở đây. Ngay lúc này, với sự yên lặng cũng vậy. Khi bạn quan tâm đến sự yên lặng của tâm, đến sự trống rỗng, đến khoảng không giữa các lời nói, nó trở thành một điều tốt đẹp. Bởi bạn chú tâm và nó đẹp, bạn có thể ở yên đó. Thiền định đang thăng hoa và bạn đang đạt tới điều gì đó. Bạn cảm thấy tốt đẹp, bạn cảm thấy mình thật sự đang hành thiền. Có được kết quả sẽ thay đổi mọi thứ. Đừng tu tập vì kết quả. Dù chúng ta đều muốn kết quả, dù chúng ta muốn thấy chúng xảy ra, chính hành động ham muốn sẽ ngăn trở chúng. Thay vì vậy, hãy tu tập với sự chú tâm, qua đó đặt các nguyên nhân vào đúng chỗ và kết quả đến như một sự đương nhiên. Những kết quả này đến lượt chúng cho bạn sự củng cố tích cực rằng tu tập có tác dụng và bạn có thể làm được. Nó mang lại cảm giác tuyệt vời, và do cảm thấy một sự lớn lao kỳ diệu nên bạn thấy mình đang đạt tới trạng thái tốt đẹp. Điều ấy cũng mang lại cảm nhận hài lòng. Ở đây có một kiểu hiệu ứng tự thúc đẩy. Chính vì chú tâm mà bạn có thể nhận biết khoảnh khắc hiện tại và thực hành quán sát hơi thở. Bạn có thể dõi theo hơi thở đi vào, đi ra trong khoảng thời gian dài, và bạn biết các nguyên nhân khiến điều ấy xảy ra.
nguyên nhân không phải là sức mạnh ý chí, mà là quan sát, chú tâm và biết cách thức nó xảy ra. Bạn chú tâm đến hơi thở, bạn có sự nhân từ đối với nó và với chính mình, và bạn có sự quan sát. Khi ấy, hơi thở trở nên dễ chịu và dễ theo dõi. Bạn thấy hơi thở là một phản ánh của tâm. Nếu bạn căng thẳng, hơi thở căng thẳng. Nếu bạn giận dữ, hơi thở nông cạn và gấp. Bạn thấy những cảm xúc tham dục, ý muốn bệnh hoạn hoặc sự giận dữ tác động đến hơi thở của mình ra sao. Vì vậy, nếu bạn quan sát hơi thở bằng sự chú tâm, nó khiến cho việc hành thiền dễ hơn nhiều. Bạn nhân từ với hơi thở, đổi lại, bạn có một hơi thở nhân từ. Nếu bạn vui vẻ với hơi thở cũng vui vẻ và trở nên dễ chịu. Một khi có được hơi thở dễ chịu, bạn đang trên đường đi tới. Hơi thở trở nên tốt đẹp đến nỗi bạn chỉ muốn theo dõi nó. Có thể bạn đã nghe những chuyện này nhiều lần, thậm chí đến mức phát chán, nhưng giờ bạn đang thực sự thực hiện nó. Bạn trở nên an lạc và ý nghĩ về thời gian tu tập dài không còn làm bạn sợ nữa. Nó giống như một kỳ nghỉ. Thiền bồi đắp, tăng trưởng và thăng hoa, còn bạn có được những thời điểm tuyệt vời nhất. Càng dõi theo hơi thở vào ra, bạn càng trở nên tĩnh lặng và an bình. Hãy nhớ, tĩnh tâm làm tâm lắng dịu là toàn bộ ý nghĩa của hành thiền. Ở giai đoạn này, đừng đi tìm tri kiến, đừng sa vào tư duy và cố hiểu mọi sự. Hãy hiểu sự tĩnh lặng chỉ việc đó thôi. Chỉ một số ít người có khả năng làm tâm tĩnh lặng và an bình. Vậy hãy trở thành một trong số ít ấy. Hãy xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu tĩnh lặng, hay nói đúng hơn, có thể để cho bao nhiêu sự tĩnh lặng xảy ra trong tâm. Tâm thực sự lắng dịu sẽ tĩnh lặng đến nỗi hầu như không có gì xuất hiện trong nó. Đừng sợ trạng thái u mê, một trạng thái có thể là kết quả ban đầu của sự tĩnh lặng. Sự u mê sẽ sớm biến mất, và sự tĩnh lặng trở nên sống động, mạnh mẽ, đầy sinh lực. Năng lượng tĩnh lặng là thứ chúng ta hướng tới. Trong thiền sâu hoàn toàn không có sự chuyển động nào. Khi ấy, bạn có nhiều năng lượng hơn cả một lò phản ứng hạt nhân. Đây là sự tu tập tiệm tiến. Tâm càng ít dao động, nó càng có nhiều năng lượng. Và qua thời gian quan sát, nó trở nên mạnh mẽ. Đến cùng năng lượng ấy là sự sáng tỏ, trạng thái sáng tỏ đầy sức sống, trong đó có sự chú tâm tự nhiên. Từ sự sáng tỏ ý, bạn có được niềm vui và lòng trắc ẩn. Khi đó, bạn dễ dàng đi sâu vào thực hành hơi thở tốt đẹp. Bạn đã đi qua điểm then chốt, bạn đã leo qua, bạn không cần nỗ lực nữa. Trong quá trình bạn buông xả ngày càng nhiều, thiền định cứ vậy xảy ra. Chính ở giai đoạn này, việc thật sự buông bỏ, người thực hiện, người kiểm soát, người suy nghĩ, người làm mới rốt ráo. Hãy thử và xem điều gì xảy ra. Hiểu Đức Phật. Nếu quay lại kinh văn và xem Đức Phật nói gì, bạn thấy trải nghiệm của mình khớp với những diễn giảng của Đức Phật. Khi ấy, bạn trở thành một Phật tử đích thực. Không chỉ là một người tu tập hời hợt, bạn hiểu điều Đức Phật dạy, cách Ngài sống, làm thế nào Ngài khiến tâm và các năng lực của tâm trở nên tĩnh lặng, lắng dịu, phúc lạc vô tận. Sự tu tập ý được phản ánh trong cơ thể, thái độ và cuộc đời bạn. Bạn trở thành người hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn. Cuối cùng, bạn có thể chia sẻ tất cả năng lượng, sự sáng suốt, lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và trải nghiệm có được từ quá trình tu tập ý. Rồi bạn trở thành một người thầy, hoặc đơn giản, bạn dạy người khác bằng cách lấy mình làm gương. Dù bạn làm cách nào cũng rất đáng giá. Phát triển quán sát.
trong quá trình hành thiền và sống cuộc sống hàng ngày, một trong những phẩm chất quan trọng nhất chúng ta cần hiểu và rèn luyện là khả năng quán sát. Nếu không có quán sát khi ngồi trên bồ đoàn hay lúc thiền hành, về cơ bản bạn đang mất kiểm soát. Nếu không ai cầm tay lái, chiếc xe cứ vậy đổi hướng khắp nơi, có thể đâm vào gốc cây hoặc lao khỏi đường. Quán sát là điều Đức Phật gọi là năng lực kiểm soát. Nó cần được rèn luyện, bởi lẽ không có nó thì tĩnh lặng không tăng tiến. Nhiều năm trước, khi còn là người hành thiền thiếu kinh nghiệm, có những khi cả nửa giờ trôi qua mà tôi không biết mình đang làm gì. Bởi quán sát chưa sắc bén, tôi thường rơi vào các tập khí cũ như hôn trầm hoặc buồn chán. Quán sát là năng lực quan trọng nhất nhằm ngăn những thói quen cũ này quay trở lại. Bên cạnh yếu tố nhận thức, bạn còn phải hiểu mình nên làm gì. Bạn cần các hướng dẫn để làm điều cần làm. Có được động lực là điều quan trọng, bởi nếu bạn không cảm thấy mình đang luyện tâm, đơn giản nó sẽ không xảy ra. Nhưng khi có quán sát, hiểu rõ hướng dẫn, có động lực, nhiều khả năng bạn sẽ đạt thành tựu nào đó trong quá trình tu tập. Hiểu quán sát. Để gieo trồng và nuôi dưỡng quán sát, bạn phải hiểu nó là gì. Người ta có nhiều ý tưởng khác nhau về quán sát, nhưng họ thường quên rằng quán sát có nhiều cấp độ sức mạnh và phẩm chất khác nhau. Chỉ trong một ngày, quán sát có thể thay đổi từ u mê như sương mù khiến bạn không thể thấy rõ, tới sắc sảo và hoàn toàn tỉnh táo như một căn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Nếu đã trải qua trạng thái thiền sâu, bạn biết quán sát có thể có tác động mạnh như thế nào. Thật sự có một trạng thái gọi là quán sát sắc bén và xuyên thấu, và đó là điều chúng ta cần rèn luyện. Cách để làm điều này là luyện tâm. Trong chương trước, tôi đã đề cập tới quán thân hay quán sát cơ thể. Phát triển quán sát cơ thể là bước đầu tiên tương đối dễ, và giống như một lợi ích cộng thêm, nó có thể cải thiện sức khỏe của bạn. Ở giai đoạn khởi đầu, càng có nhiều cảm giác trên cơ thể, càng dễ phát triển quán sát. Nhưng cũng do có nhiều cảm giác nên quán sát không thể trở nên mạnh hẳn. Để phát triển quán sát có sức mạnh, bạn phải có khả năng nhận biết những đối tượng đơn giản và rõ ràng. Quán sát được tăng trưởng giống như cách trồng một cái cây. Bắt đầu với một hạt nhỏ, nhưng cuối cùng bạn có một cây lớn, mạnh mẽ và có sức tác động. Cũng vậy, bạn khởi đầu với quán sát thông thường rồi bồi đắp nó. Điều quan trọng cần nhớ là quán sát chỉ có thể thực sự tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại với tâm yên lặng. Nhận biết từng khoảnh khắc nên là mục tiêu ban đầu, đừng gọi tên sự vật. Khi bạn trao cho thứ gì đó một cái tên, thật ra bạn đang mất nhận thức về sự vật ấy, bạn chỉ biết tên gọi của nó. Thật không may, nhiều người có thói quen gán nhãn hiệu và tên gọi cho mọi thứ. Họ không thấy sự vật như chúng thật sự là, họ chỉ nhận thức những ngôn từ mô tả chúng. Như thế có nghĩa là quán sát không thật sự xuyên thấu. Thiết lập quán sát. Một khi đặt mục tiêu quan trọng nhất là nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng, bạn sẽ thấy khả năng quán sát bắt đầu tăng lên. Bạn trở nên sắc bén hơn, nhận biết hơn, có khả năng nhìn sâu vào sự vật hơn. Bạn đang tỉnh thức. Nhưng nó đòi hỏi sự rèn luyện. Có nhiều phương cách bạn có thể sử dụng. Hãy tự hỏi, mình đang ở đâu? Mình đang làm gì? Mình đang như thế nào? Một ví dụ điển hình của kỹ thuật này là cách chúng tôi dùng khi thiền hành tại Wat Pak Bong ở Thái Lan. Ajahn Chah luôn nhắc chúng tôi vào lúc khởi đầu. Hãy biết các ông đang ở phía tây của con đường. Khi các ông tới được phía kia, hãy biết các ông đã ở phía kia của con đường. Tiếp theo, hãy thiết lập quán sát ở đầu và cuối một phần cụ thể của con đường thiền hành. Ngay cả nếu quán sát của các ông bị sao nhãng ở giữa đoạn đường đó, ít nhất hãy đưa tâm trở về với khoảnh khắc hiện tại, vào điểm đầu và điểm cuối của nó. Giai đoạn tiếp theo là quán sát trong mọi phần của con đường thiền hành.
thiết lập quan sát như vậy rất hữu ích vì bạn rèn luyện sự quan sát trong lúc đang hành động. Về sau, có thể bạn có khả năng quan sát khi đang ăn hoặc khi đang rửa bát đĩa trong bếp. Bạn thực sự hiện hữu với những gì mình đang làm, thay vì cố làm cho xong hoặc nghĩ tới điều khác. Quan sát thực sự phát triển khi bạn đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào những gì đang làm lúc này, không suy nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo. Trong quá trình rèn luyện như vậy, tức là đưa mọi thứ vào khoảnh khắc hiện tại, bạn đang phát triển năng lượng chú tâm, tập trung vào những gì đang xảy ra. Nếu đang viết thư, hãy tập trung mọi năng lượng vào việc viết lá thư ấy. Nếu đang tọa thiền trong căn phòng của mình, hãy tập trung mọi năng lượng vào việc ấy. Bằng cách mỗi thời điểm chỉ đưa năng lượng chú tâm vào một thứ, nó không loãng sang hoạt động tiếp theo. Khi một hoạt động đã xong, hãy nhanh chóng buông nó, đừng để một thứ hòa trộn vào thứ khác. Ngay khi ngồi xuống là bạn đang thực hiện tọa thiền. Bất kể điều gì bạn đang làm, hãy đưa toàn bộ sự chú tâm vào hoạt động ấy. Đó không phải một sự lãng phí thời gian, cũng không phải một thực hành dẫn nhập. Khi sử dụng năng lượng để tập trung vào khoảnh khắc này, bạn đang rèn luyện quan sát. Bằng cách theo dõi những đối thoại trong đầu và ngừng chúng lại từ sớm, bằng cách phát triển những khoảnh khắc yên lặng và kéo dài những khoảnh khắc yên lặng ấy, bạn đang cải thiện năng lực chỉ ở đây, chú tâm, nhận thức. Bạn đang an trụ trong khoảnh khắc này, không đi bất kỳ đâu, không xa vào tương lai. Do tâm yên lặng nên bạn hoàn toàn thụ động và đón nhận mọi điều xảy ra. Thụ động và đón nhận không chỉ là mô tả đẹp về quan sát, nó còn là sự bắt buộc để tăng cường khả năng quan sát. Trên thực tế, một trong những nguyên lý căn bản của quan sát là cường độ và năng lượng của nó được xây dựng dựa trên sự tĩnh lặng. Bạn càng tĩnh lặng, quan sát càng sắc bén hơn. Bằng cách để quá trình suy nghĩ chấm dứt và không gọi tên sự vật, hầu hết các vận động của tâm trí ngừng lại. Điều này tạo ra sự tĩnh lặng, khiến quan sát chứa đầy sinh lực. Đó là lý do tại sao trạng thái này có cảm giác mãnh liệt đến vậy mỗi khi vắng mặt những đối thoại nội tâm. Nếu quan sát sắc bén, bạn có thể phát hiện ý nghĩ ngay khi chúng khởi lên, đó là khi chúng còn dễ bị dừng. Nhưng một khi bạn đã sa vào tưởng tượng, đối thoại, toan tính, quá trình tư duy có được đà và trở nên khó dừng hơn nhiều. Giống như một xe lửa. Dù xe lửa nặng, nếu nó chỉ mới khởi hành ra khỏi nhà ga thì dễ dừng, bởi nó vẫn đang di chuyển chậm. Nhưng một khi xe lửa ấy đang lao ầm ầm với tốc độ 100 cây số mỗi giờ, muốn dừng nó phải mất thời gian, đơn giản vì đà quá lớn. Cũng tương tự, đừng để tâm trí suy nghĩ tạo thành đà, hãy dừng nó lại trước khi nó bắt đầu đi quá nhanh. Nếu bạn dừng suy nghĩ từ sớm, quan sát sẽ không bị tiêu hao mà thực tế sẽ tăng. Phần khó là lúc bắt đầu quan sát, bạn không thực sự biết mình đang làm gì và không thể thấy rõ. Một khi đã có quan sát, bạn càng lúc càng nhận biết và tỉnh táo hơn. Bạn thấy rõ hơn điều gì đang xảy ra. Bởi vậy, dễ dừng quá trình suy nghĩ và ở yên trong khoảnh khắc hiện tại hơn. Không khác gì lúc ở trong căn phòng rất tối, bạn không thể thấy rõ dù chỉ để bật đèn. Nhưng một khi đã có chút ánh sáng, bạn có thể dễ dàng tăng ánh sáng lên. Quan sát và nhận biết là ánh sáng của tâm. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là trau dồi quan sát thông qua phát triển sự nhận biết khoảnh khắc hiện tại. Hay nói cách khác, thông qua việc đưa năng lượng vào khoảnh khắc này. Hãy giữ yên lặng và duy trì như vậy càng lâu càng tốt trong ngày. Bạn càng dành thời gian vào khoảnh khắc hiện tại, quan sát càng mạnh hơn. Nó giống như buổi sáng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Đầu tiên bạn hơi lơ mơ, nhưng sau một lúc bạn trở nên nhận biết, được tiếp sinh lực và bạn thực sự biết điều gì đang diễn ra. Trong thời kỳ tu tập, bạn có thể thấy sự lơ mơ buổi sáng biến mất trong khi nhận biết tăng lên. Nhận biết ở đó ngay trước khi bạn đi ngủ và nó ở đó khi bạn thức dậy.
Thật tuyệt vời khi thấy mình có thể quan sát sắc bén hơn bằng cách từng ngày, từng giờ giảm hoạt động hay trò chuyện và tăng cường thiền định. Sẵn sàng quan sát hơi thở. Khi khả năng quan sát mạnh hơn, bạn sẽ dễ thấy những thói quen xấu và những chướng ngại thường chi phối bạn hơn. Bạn thấy rõ những trạng thái vô minh của tâm trí mà đôi lúc bạn rơi vào, chẳng hạn giận dữ với người khác. Thiếu quan sát, những thói quen này tiếp tục xảy đến. Nhưng khi quan sát, bạn có thể thấy chúng khi chúng xảy ra. Bạn có thể thấy những trạng thái này khởi lên và hậu quả của chúng. Bạn có thể thấy chúng làm gì với bạn và người khác. Khi thấy những thói quen ấy và biết rằng chúng gây ra khổ sở cho bạn, bạn có động lực ngăn chặn chúng. Không chỉ thấy được vấn đề, bạn còn thấy được cả giải pháp, sự kiềm chế. Quan sát làm bạn có thể kiềm chế. Thiếu quan sát, có thể bạn muốn kiềm chế, nhưng đơn giản là bạn không thể làm được vì vẫn ở trong bóng tối. Nhưng khi quan sát tăng, các chướng ngại và ô nhiễm dễ bị phát hiện hơn. Đây thực sự là khởi đầu trong tu tập thiền định của bạn. Ngay từ lúc bắt đầu dạy quan sát hơi thở, tôi để ý thấy người ta có khuynh hướng đi vào quan sát hơi thở quá sớm. Nếu bạn vẫn chưa đủ tĩnh lặng và quan sát chưa đủ sáng tỏ, bạn chỉ có thể theo dõi hơi thở thông qua năng lực ý chí, mà điều ấy không giữ được lâu. Bạn bắt đầu theo dõi hơi thở, rồi trở nên hôn trầm hoặc thậm chí ngủ gật vì tâm vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ khi quan sát đạt đến mức độ sáng tỏ nhất định, sự quan sát hơi thở mới dễ, và chỉ khi ấy bạn mới thực sự có thể bắt đầu hành thiền. Do đã hành thiền một thời gian dài, tôi hiểu tâm mình đủ rõ để biết nó cần gì. Trước hết, quan sát phải được thắp sáng và tăng cường. Nếu chưa đúng lúc, nếu quan sát chưa đủ sắc bén, tôi biết tâm sẽ không bám lấy hơi thở. Tôi phải thực hành quan sát nhiều hơn nữa, phải tỉnh thức và tạo ra một chút niềm vui. Tôi phải có đủ năng lượng và yên lặng tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Tôi biết, khi sự yên lặng nhận biết khoảnh khắc hiện tại và quan sát đủ mạnh, việc theo dõi hơi thở sẽ dễ hơn. Tôi đơn giản yêu cầu tâm trí quan sát hơi thở và nó sẽ làm vậy với niềm vui. Theo Kinh Quán Tức, điều đầu tiên thiền giả phải làm là thiết lập quán sát như một sự ưu tiên. Đây là cách dịch ưa thích của tôi cho từ Pali Parimukha, nghĩa đen là phía trước. Trao cho thứ gì đó sự ưu tiên, tức là trao cho nó tầm quan trọng lớn nhất. Vì thế, trước khi bạn cố gắng quan sát hơi thở, hãy coi quan sát là việc chính. Hãy ưu tiên cho nó trước mọi thứ khác. Hãy chỉ nhận biết, minh mẫn, tỉnh thức. Toàn bộ lý do chúng ta thực hiện bài tập quét cơ thể, nhận biết cơ thể là để tăng cường năng lực quan sát. Một khi quan sát đạt đến một cấp độ nhất định, nó trở nên đủ sáng tỏ về tỉnh thức để thực hiện nhiệm vụ tập trung vào đối tượng. Vượt qua ô nhiễm. Ngoài việc tỉnh táo, bạn cần biết đặt sự nhận biết của mình ở đâu. Nói cách khác, học cách quan sát đúng đối tượng vào đúng thời điểm. Nếu việc quan sát hơi thở chưa có tác dụng, hãy tự hỏi bạn đang quan sát hơi thở như thế nào. Đôi lúc mọi người quan sát hơi thở bằng sự kiểm soát và năng lực ý chí, với những kỳ vọng và đòi hỏi, nhưng họ không thấy rằng có vấn đề với cách làm như vậy. Họ đang quan sát hơi thở theo cách sai. Có lẽ nên có một khuôn khổ cho việc xử lý những chướng ngại và ô nhiễm. Theo kinh nghiệm của tôi, nên xem chướng ngại và ô nhiễm như thể chúng tồn tại ở không gian giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Các chướng ngại không ở trong hơi thở, cũng không ở trong ý thức, chúng ở ngay giữa. Hãy nhìn vào khoảng không ấy và tìm xem bạn đang quan sát hơi thở như thế nào. Hãy xem bạn có đang quan sát với ham muốn, tham lam, sân hận, bất an, u mê hay nghi ngờ không?
vào lúc bắt đầu hành thiền, điều này quan trọng hơn quan sát hơi thở. Khi hành thiền, tôi biết mình sẽ gặp vấn đề nếu thấy bất kỳ chướng ngại hay ô nhiễm nào giữa tôi và hơi thở. Chẳng hạn, muốn nói là hơi thở tốt đẹp hay muốn có tâm ảnh, tức ánh sáng đẹp đẽ phát ra từ tâm tĩnh lặng. Quan sát sẽ phát hiện ham muốn ấy và biết nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Nó sẽ đi ngược với mục tiêu an bình và tĩnh lặng. Ngay khi bạn vừa phát hiện, sẽ dễ dừng nó lại. Nếu không có niềm vui với hơi thở, bạn sẽ muốn thứ gì đó dễ chịu hơn, một kiểu tưởng tượng nào đó. Nếu bạn không hài lòng, đương nhiên tâm trí sẽ lạc sang một nơi khác. Vì thế, hãy chấm dứt sự không hài lòng ấy. Hãy nói, tôi không phiền muộn gì với hơi thở này, dù nó có hơi khó chịu, nhưng không sao, chẳng qua đấy là điều tự nhiên. Rồi hãy để mặc nó một lúc. Khi bắt đầu hành thiền, mọi đối tượng của thiền sẽ mang lại chút cảm giác khó chịu. Đó là điều tự nhiên. Nhận ra điều ấy, bạn để chúng như chúng là. Đôi lúc, khi có sự chuyển dịch tự nhiên từ đối tượng hành thiền này sang đối tượng tiếp theo, chẳng hạn từ hơi thở sang hơi thở tốt đẹp, hoặc từ hơi thở tốt đẹp sang tâm ảnh, ban đầu nó không mấy hấp dẫn. Bạn nghĩ, mình có nên quay lại với hơi thở bình thường? Có những khi hơi thở tốt đẹp và an bình, nhưng bạn lại có ánh sáng rực rỡ, một tâm ảnh, nó xảy đến là bạn xáo động. Vấn đề là ở chỗ, mỗi khi có sự chuyển dịch sẽ luôn có chút xáo động. Bạn phải đủ kiên nhẫn để nó dịu lại. Cho dù đối tượng hành thiền có một khía cạnh khó chịu nào đó, nếu đủ khả năng quan sát, bạn có thể vượt qua sự khó chịu hay sân hận mà thay vào đó nhân từ, nhẹ nhàng và buông xả. Thực tế, đây là ba điều tôi luôn cố gắng đặt vào giữa tôi và đối tượng. Thiền nghiệp. Thực hành như vậy, bạn tập trung vào khoảng không giữa người quan sát và đối tượng, và đặt vào khoảng không ý ba thứ, ba khía cạnh của chính tư duy: sự xả bỏ, sự nhân từ, sự nhẹ nhàng. Bạn không cố đạt được điều gì và bạn không sân hận. Bạn đang đặt vào giữa bạn và đối tượng sự nhẹ nhàng, không phải sự cưỡng bức hay sân hận. Nếu đặt ba phẩm chất tích cực vào khoảng không đó, và nếu bạn có quan sát để đảm bảo ba phẩm chất ấy ở yên đó, hơi thở sẽ trở nên êm ả và an tịnh. Đôi khi tôi gọi thực hành này là quan sát về nghiệp, vì điều bạn đặt giữa bản thân và đối tượng chính là nghiệp bạn đang tạo ra lúc này. Nếu quan sát đối tượng trong khi cố gắng có được hay bỏ đi thứ gì đó, bạn đang tạo ra nghiệp gây xáo trộn, nó sẽ mang lại kết quả xấu trong tương lai. Nhưng nếu đặt ba phẩm chất tích cực là xả bỏ, nhân từ và nhẹ nhàng vào giữa bạn và đối tượng của thiền, bạn phát khởi nghiệp thanh tịnh và tốt đẹp nhất. Nó dẫn tới những kết quả tuyệt vời. Chính vì thế, bạn nên giữ sự an tịnh trong mọi khoảnh khắc, nhân từ và nhẹ nhàng với mọi khoảnh khắc, dù bản thân đang trải qua điều gì. Một khi bạn tạo ra nghiệp tốt trong khoảnh khắc này, kết quả sẽ là sự an bình, thiền trở nên sâu hơn, còn bạn có khoảng thời gian tuyệt diệu. Hơi thở trở nên lắng dịu và êm, tâm trở nên tốt đẹp. Bạn đạt được điều này vì đang đặt sự chú ý vào cách mình nhận biết, không hẳn vào điều bạn nhận biết. Một cách khác để nhìn nhận điều này, đó là nhận ra rằng quán sát cần đi đôi với sáng suốt. Trong kinh văn, nó được gọi là quán niệm tỉnh thức. Đây là sự sáng suốt do biết các hướng dẫn, biết phải tìm kiếm điều gì và biết tìm ở đâu. Thật kinh ngạc khi thấy sự kết hợp giữa quán sát và sáng suốt có thể tăng cường năng lực đạt được các trạng thái thiền sâu và có tác động lớn ra sao. Do có quán sát, bạn có thể thấy mình đang làm gì. Khi ấy, sự sáng suốt có thể ngăn chặn nghiệp tiêu cực, thay thế nó bằng nghiệp tích cực. Khi bắt đầu hành thiền, có thể bạn mệt mỏi hoặc bất an. Nhưng nếu không vật lộn với khoảnh khắc ấy,
Nếu xả bỏ nhân từ và nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy việc quan sát hơi thở trở nên dễ dàng. Từ từ, hơi thở thay đổi. Do bạn đang tạo ra thiện nghiệp, nên hơi thở trở nên thu hút hơn, ổn định hơn, an bình hơn. Và do hơi thở tĩnh lặng hơn, nên đến lượt quan sát cũng có năng lượng hơn, bởi vậy có sức tác động lớn hơn. Vượt qua những ô nhiễm vi tế. Khi bạn phát triển năng lực quan sát, điều ấy giống như lật ngược các ngọn đèn trong tâm. Bạn có thể thấy sâu hơn, thấy nhiều hơn, nhận thức được nhiều hơn. Trong quá trình quan sát tâm, bạn có thể thấy những ô nhiễm vi tế đến mức chưa từng thấy chúng trước đây. Bạn có thể thấy điều gì ngăn cản hơi thở trở thành hơi thở tốt đẹp. Bạn có thể thấy những lúc mình trông mong điều gì đó hoặc đang cố gắng quá sức. Do đây là những thói quen và chúng thông thường đến mức bạn hiếm khi để ý, nên bạn chỉ thấy chúng khi quan sát trở nên mạnh mẽ. Đây là cách thức mà con đường rèn luyện quan sát hơi thở dẫn tới các tâm ảnh và cảnh giới thiền định. Thực tế, đây chính là thiền quán. Thông qua quan sát, bạn có được tri kiến về những ô nhiễm vi tế và cách chúng hoạt động. Bạn thấy nguồn gốc và bản chất của chúng. Bạn hiểu rằng các ô nhiễm hứa hẹn với bạn rất nhiều, nhưng chúng không bao giờ thực sự đáp ứng. Không có tri kiến về những vấn đề này, bạn sẽ không bao giờ có khả năng vượt lên chúng và đi sâu hơn. Nhưng một khi thấy được cách tâm trí vận hành, nó trở nên dễ xử lý hơn. Một khi đã hiểu vấn đề, tất cả những gì bạn cần làm là nhận biết những ô nhiễm ấy và chúng biến mất. Điều này được diễn tả sinh động bằng một ẩn dụ trong kinh. Một khi đã để ý đến ác ma, tất cả những gì cần nói là: "Ác ma, ta biết ngươi", và ác ma tự động đi mất. Ở đây có một quá trình, có cả một chuỗi nhân quả xảy ra. Bạn phát triển quán sát, nó trở nên ngày càng tinh vi, nhiều năng lượng hơn và nó thấy được nhiều hơn. Quán sát bừng sáng, bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui. Niềm vui ấy đến lượt nó tác động đến cách bạn nhìn nhận mọi thứ. Điều này khiến hơi thở trở nên tốt đẹp. Bất kỳ vị thầy nào cũng muốn đệ tử mình trải nghiệm được quán sát mang lại hạnh phúc và hơi thở tốt đẹp ấy. Quán sát mang lại hạnh phúc cũng là quán sát mang lại sự vui vẻ. Nó có thể đón lấy một đối tượng và xoay chuyển đối tượng ấy theo cách này hay cách kia. Đó là điều tạo ra niềm vui. Vì thế, khi đang quan sát hơi thở tốt đẹp, bạn có cơ hội hiểu nó theo mọi cách. Quan sát trở nên mãnh liệt hơn, có khả năng xuyên thấu hơn. Giai đoạn tâm ảnh. Quan sát không phải một thực thể tách rời, nó gắn liền với sự tĩnh lặng, với niềm vui và đương nhiên với sự sáng suốt. Nó mang theo các hướng dẫn và quan sát càng mãnh liệt, nó càng nhớ rõ các hướng dẫn ấy. Nó biết phải làm gì vì đã được rèn luyện kỹ và nó hiểu năng lực của sự tĩnh lặng. Khi tâm xao động, bạn làm xáo trộn mọi thứ, bạn đánh mất năng lượng và độ sâu. Quan sát yếu đi và bớt sắc bén. Nhưng khi bạn tĩnh lặng, hoàn toàn không làm gì, chỉ hiện hữu trọn vẹn hơn ở tình trạng hiện tại, quan sát tiếp tục tăng lên. Vì vậy, ở giai đoạn này, nhiệm vụ của quan sát không hẳn là quan sát đối tượng, mà là giữ cho tâm không xao động. Đây là lúc bạn đạt được quan sát mà Ajahn Chah nói tới trong ẩn dụ của ông về một cái hồ tĩnh lặng trong rừng. Trong ẩn dụ ấy, Ajahn Chah không chỉ quan sát những con thú đến uống nước, mà đang quan sát cả cơ thể mình, bởi vậy nó không động đậy. Tương tự, bạn quan sát tâm mình, giữ cho tâm không xao động, do vậy tâm ảnh có thể hiện ra. Quan sát được tập trung vào sự tĩnh lặng và giữ cho tâm không chao đảo. Với mức độ quan sát và năng lực như vậy, tâm ảnh trở nên ổn định. Bạn thấy nó được hình thành ra sao? Bạn không phản ứng, bạn không sợ hãi hay phấn khích. Lúc này, bạn đang đi vào phần thực sự tốt đẹp của thiền,
quán sát sắc bén và phúc lạc sâu xa. Nhưng trong những trạng thái này không chỉ có sự tận hưởng, có một cảm giác rằng những thứ sâu xa khó tin đang xảy ra ở đây. Sau khi bạn xuất ra khỏi một trong những trạng thái này, ngay cả trạng thái tâm ảnh, chứ chưa nói tới trạng thái thiền định, quán sát đã được tăng cường thêm. Bạn không hề hôn trầm, cũng không rơi vào tranh luận. Bạn thấy sâu và thấy rõ mọi thứ xung quanh. Điều kinh ngạc là bạn cảm nhận cơ thể rõ nét giường nào. Bạn cảm thấy mọi chỗ căng cứng, mệt mỏi hay đau nhức. Khi thực hiện nhận biết cơ thể với mức độ quán sát ấy, bạn có thể đánh gục mọi cảm giác như thể chúng không tồn tại. Không phải là bạn có thần thông nào, chẳng qua đó là đặc điểm của quán sát ở giai đoạn này. Bạn có thể làm nóng, làm dễ chịu, xoa dịu, chữa lành bất kỳ điều gì bạn muốn với cơ thể mình. Quán sát có nhiều năng lực như vậy khi bạn ra khỏi giai đoạn tâm ảnh. Quán sát khi ấy mạnh và tỉnh đến mức bạn có thể tập trung vào bất kỳ đối tượng gì và ở yên đó. Nếu bạn thực sự muốn có chút hiểu biết về bản chất của cơ thể hay bất kỳ thứ gì khác, thời điểm thực hiện là sau khi thiền sâu. Bất kỳ ai từng trải nghiệm trạng thái thiền sâu đều hiểu tại sao cần có được trí huệ đích thực. Nếu quan sát trước trạng thái thiền sâu giống như cây muỗng, thì sau trạng thái thiền sâu nó giống như một cái máy xúc đất. Nếu bạn muốn đào một cái lỗ lớn, hay nói cách khác, muốn có được trí huệ sâu xa, bạn phải dùng máy xúc đất. Ở giai đoạn này, sức mạnh và sự xuyên thấu đã lớn hơn nhiều. Niềm vui của trạng thái thiền sâu chính là phúc lạc mà cuộc sống tu sĩ hoặc quá trình tu tập có được. Rèn luyện được nó thật là điều tuyệt vời, và không có lý do gì bạn lại không làm được. Bạn chỉ việc phát triển quán sát và thiền định theo từng giai đoạn. Nếu chưa từng trải qua những điều này, và tất cả những gì bạn có thể thấy là phần đáy, việc ai đó mô tả phần đỉnh có thể khiến bạn mất tinh thần. Bạn không biết có gì ở giữa hay làm thế nào tới được đó. Nhưng trong quá trình đi tới, bạn biết mình có thể thực hiện giai đoạn 1, mình có thể thực hiện giai đoạn 2, mình có thể thực hiện giai đoạn 3. Bạn thực sự có thể thấy các bậc thang đi lên, và bạn biết mình có thể đạt tới những giai đoạn này. Bạn biết nó khả thi, biết phải làm thế nào, và bạn đang phát triển động lực và quán sát cùng lúc. Các thành quả của quán sát. Tóm lại, thực hành quán sát nên được ưu tiên. Đây là một phần quan trọng của quá trình tu tập, và thời gian đầu là lúc rèn luyện nó. Hãy lưu tâm và nỗ lực, bởi đó là việc đáng làm. Trong quá trình tiến tới, bạn ngày càng tỉnh táo hơn, bồi đắp năng lượng và nhận thức nhiều hơn. Bạn thấy các vấn đề và giải quyết chúng. Bạn trở nên an bình, tĩnh lặng, hạnh phúc hơn. Và dần dần, thiền trở nên ngày càng dễ hơn. Nhận biết khoảnh khắc hiện tại và yên lặng là những nền tảng quan trọng để tăng cường quán sát. Bởi vậy, hãy nhớ rèn luyện chúng trong ngày. Khi thiền hành, hãy nhận biết đầu này của con đường, đầu kia của con đường và đoạn giữa của con đường. Khi đang ăn, nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khác, hãy biến quán sát thành một việc quan trọng. Đặt quán sát trong khoảng không giữa bạn, người quán sát và mọi điều bạn đang trải qua, bất cứ thứ gì bạn đang quán sát hay sử dụng làm đối tượng của thiền. Bởi lẽ, hành động nằm ở khoảng không ấy. Khi quan sát đủ mạnh, bạn có thể đoạn trừ những phiền não thô trọc. Phiền não thô trọc tan đi, quan sát tăng lên, bạn có khả năng thấy được các phiền não vi tế hơn. Khi các phiền não vi tế cũng tan đi, quan sát càng mạnh hơn nữa. Lúc ấy, bạn có khả năng trừ bỏ các phiền não vi tế nhất. Khi đã vượt qua những điều này, bạn được tự do và con đường trở nên thoáng đãng. Bạn có thể thấy hơi thở an bình, tĩnh lặng, êm ả, còn trạng thái thiền của bạn thật tuyệt vời. Bạn có thể ngồi hàng giờ và thực sự khiến mình ngạc nhiên, thấy mình có thể đi vào rất sâu,
và bạn kinh ngạc vì thấy mọi chuyện thật yên ổn và tốt đẹp. Bạn đang trên con đường. Khi quan sát trở nên rất rất mạnh, điều gì sẽ xảy ra? Thậm chí bạn có thể thực chứng các pháp sâu xa nhất, vô ngã và bốn chân lý cao quý. Bạn có thể chấm dứt khổ ải của mình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.